Thường. Kính thưa quý vị, quý cựu quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý hội đoàn, đoàn thể người Việt quốc gia. Kính thưa quý ông, bà, cô bác, quý anh chị, đặc biệt là các bạn thanh niên sinh viên. Kính thưa quý đồng hương tị nạn Cộng sản. Để thể hiện sự đoàn kết, yểm trợ tinh thần đấu tranh đòi tự do dân chủ, tự do tôn giáo của hơn 80 triệu đồng bào trong nước, đặc biệt cho giáo xứ Tam Tòa, cũng như tiếp lửa đấu tranh về quê hương, chúng con, chúng tôi là giới trẻ trong ban tổ chức Hội Xuân thuộc con cháu của cộng đồng người Việt quốc gia quần hạt San Joaquin, thành phố Stockton, xin cùng hiệp thông và bày tỏ cảm nghĩ của mình trong đêm thắp nén cầu nguyện và đấu tranh đòi tự do tôn giáo tại Việt Nam và ủng hộ tinh thần đấu tranh của giáo dân Tam Tòa. Kính thưa quý liệt vị, sau biến cố liên can đến tôn giáo gần đây ở Việt Nam là vụ nhà thờ Tam Tòa và vụ tu viện Bát Nhã, cả hai cùng một nguyên nhân tạo ra là do chế độ độc tài đảng trị. Người dân Việt Nam trong nước thực sự đã mất đi những quyền tự do căn bản, và Đảng Cộng sản vốn là thái độ độc thụ ghét tôn giáo. Bát Nhã là một vụ lật lòng lường đạo, còn Tam Tòa là một vụ cướp đoạt quyền sở hữu. Trong cả hai trường hợp này, bọn công an cộng sản đều mặc thường phục hoặc thuê tay sai làm những hành động côn đồ, đe dọa, đánh đập, phá phách hết sức tàn nhẫn. Cả hai vụ đang gây tiếng vang trong dư luận quốc tế, và đồng bào trong và ngoài nước đang chú ý theo dõi và hiệp thông cao qua các buổi thắp nén cầu nguyện và lên tiếng trước công luận quốc tế về sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Thưa quý vị, cả hai biến cố này cho thấy sức mạnh của tín ngưỡng tâm linh được biểu hiện, khiến mọi người Việt Nam khắp nơi, khắp mọi nơi xúc động, và họ sẽ nhìn thấy được chế độ trống rỗng trong tư tưởng và lỗng tổng trong việc làm, và đang tiến gần đến ngày tàn tạ. Thế nhưng, đối với những người có tín ngưỡng tâm linh thâm sâu bền chặt, các thủ đoạn đó càng không công hiệu và tạo phản ứng ngược lại. Người ta càng vững tin hơn, một khi các đức giám mục đã có can đảm phá vỡ sự bưng bít ấy để nói lên cho mọi giáo dân trong cả nước biết rằng chúng ta đang bị bào quyền áp bức đầy đọa, thì cộng sản phải thua cuộc. Cụ thể nhất, mới đây sau khi cộng sản đàn áp tàn nhẫn giáo dân Tam Tòa, gần nửa triệu giáo dân trong toàn giáo phần Vân đã đồng loạt xuống đường bất chấp sự đe dọa của cộng sản, tạo nên một biến cố vĩ đại vang động khắp thế giới, được các nhà quan sát quốc tế đánh giá làm cuộc biểu tình cho tự do tôn giáo lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Giữa bối cảnh của một quê hương bất công, lầm than và rách nát, quyền sống con người bị tước đoạt, nhân dân bị chà đạp, đất nước đang bị đe dọa bởi nạn ngoại xâm. Trong sự áp bức đó, những người dân ở Tam Tòa đang cùng nhau hợp sức đấu tranh, và chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, không bị bó buộc bởi những đạo luật phi lý như ở Việt Nam, phải cùng nhau hiệp thông và mạnh dạn cất lên tiếng nói, giành lại công bằng và chân lý cho đồng bào ở Việt Nam đang bị tước đoạt quyền sống của một con người theo đúng nghĩa. Chúng tôi hy vọng rằng những ngọn nến chúng ta thắp lên hôm nay sẽ thắp sáng cho con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho người dân ở Tam Tòa nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung. Trân trọng kính chào quý vị. Và nhân đây, cho chúng tôi một phút thông báo là chúng tôi tháng 10 ngày 4 có tổ chức trung thu cho các em, và ngày thứ bảy tới chúng tôi có tổ chức là đêm thi karaoke chung kết, cũng như là buổi dạ tiệc gây quỹ cho trung thu. Chúng tôi kính mời quý vị cùng đến tham dự. Trân trọng kính chào.
tuyên cáo lên án Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, đánh đập các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các linh mục và giáo dân tại Tam Tòa. Hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 8, 2009, thành phố Tóc Tân tại thành phố Tóc Tông, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã tổ chức một đêm thắp nến hiệp thông với cuộc đấu tranh của giáo dân Tam Tòa miền Trung Việt Nam, gồm có sự tham dự của các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, thanh niên, sinh viên học sinh, đông đảo các thân hào nhân sĩ và đồng hương tại thành phố Stockton, Sacramento và các vùng phụ cận. Ngoài ra có sự hiện diện của nhiều cơ quan truyền thông, báo chí. Sau gần 3 giờ đồng hồ nghe các phát biểu của các đại diện tôn giáo, các đoàn thể, đảng phái, thành phần lớp trẻ đã nhận định và lên án bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp không ngừng các tôn giáo và các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Nhận định bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam lừa đảo, cướp đoạt chính quyền rồi cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam bằng sự dối trá và bạo lực, nên nó hoàn toàn không là đại diện cho dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Cộng sản Việt Nam thông qua bọn quân dân bán nước của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, nói chung là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai bóc lột đồng bào, tạo nên đại họa cho dân tộc, đàn áp tôn giáo, đánh đập các vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo, giáo dân cũng như Phật tử, đặc biệt hiện nay đã đánh trọng thương các vị linh mục, đánh thương tật các vị giáo dân tại Tam Tòa, bắt giam mọi thành phần chống đối bất bạo động như linh mục Nguyễn Nhân Lý, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của con người. Do các nhận định trên, chúng tôi, các tôn giáo, đoàn thể, tổ chức, hội đoàn và cá nhân của người Việt Nam, cộng đồng hải ngoại đồng lên tiếng, long trọng tuyên bố, thứ nhất, mạnh mẽ phản đối trước cộng đồng quốc tế những hành động dã man đánh đập các vị linh mục, các tôn giáo và giáo dân, giam cầm tù tội các nhà đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Thứ hai, khẩn thiết kêu gọi 86 triệu con dân Việt Nam ở quốc nội và hơn 3 triệu đồng bào ở hải ngoại đứng lên đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài bán nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, mạnh mẽ đòi Cộng sản Việt Nam trả tự do cho những người tù lương tâm, đặc biệt là linh mục Nguyễn Nhân Lý, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Làm tại Stockton, Hoa Kỳ ngày 22 tháng 8 năm 2009, ban tổ chức thắp nến hiệp thông Tam Tòa gồm có công đoàn Chúa Kitô Phục Sinh Stockton, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Stockton, Quỹ ban thắp nến Sacramento, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Sacramento, Đảng Việt Tân Bắc California, Hội Cao Niên Stockton, Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Stockton, Quỹ ban Bảo vệ Cờ Vàng Stockton, Đảng Việt Tân Stockton, Linh Mục Quang Phục, Liên Minh Quang Phục Stockton, Quỹ ban Cứu Trợ Thương Phế Binh Stockton, Thanh Niên Hội Xuân, Hội Sinh Viên Việt Nam UOP. Trân trọng kính chào quý vị. Các chính trị, các vị đại diện cho các hội đoàn bạn ở Sacramento, San Jose và toàn thể các anh chị em cộng đồng người Việt Nam Stockton có mặt ngày hôm nay. Đại diện cho ban tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện đêm nay, xin gửi đến quý vị lời cảm tạ chân thành nhất của ban tổ chức chúng tôi. Sự hiện diện đông đủ của quý vị đã giúp cho ban tổ chức chúng tôi niềm hân hoan, phấn khởi và tin tưởng của tấm lòng yêu thương quê hương dân tộc của toàn thể cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta, tin tưởng ở sự đoàn kết cùng nhau chia sẻ những đau đớn của đồng bào tôn giáo quốc nội nói chung và của giáo dân công giáo và linh mục ở Tam Tòa nói riêng trước sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, tổ quốc quê hương không của riêng ai, là người Việt Nam chúng ta có bổn phận góp sức, góp lòng để bảo vệ, để chia sẻ niềm đau chung của dân tộc.
sự hiện diện của chúng ta hôm nay đã nói lên điều ấy. Sự hiện diện của chúng ta hôm nay để cùng cất tiếng hát hòa bình cho quê hương, cất tiếng nguyện cầu cho quốc thái dân an, để khích lệ, hỗ trợ cho tinh thần đấu tranh của đồng bào yêu nước ở quốc nội